Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một trò chơi rất thú vị nha. Đó là chúng ta sẽ chiếc máy ủi này. Chiếc máy ủi rất là tuyệt vời này. Chúng ta sẽ ủi những cái hạt xanh đỏ, những hạt màu rất là tuyệt vời này. Đây là những viên kim cương, kim cương tuyệt đẹp. Này, là sự chơi này. Cương đẹp quá, cương đẹp làm sao? Thật là tuyệt vời. Ui, đừng lăn đi đâu nha, đừng lăn chỗ khác đâu nha. Đó, xếp cái túi này lại cho cương kia không lăn chỗ khác. Nào, bây giờ máy ủi bắt đầu nha. 2, 3. Là tuyệt vời. Nào, vào đây. Màu vàng lấp lánh đẹp chưa này, màu vàng ở đây. Nhiều các bạn, ui nhiều này. Lần xúc được rất là nhiều hạt nha.
kim cương màu vàng, kim cương màu tím, kim cương màu hồng, kim cương màu vàng, trà, kim cương nữa rồi. Nào chúng ta xúc tiếp nha. Bây giờ chúng ta tặng ở đây nha, sau chúng ta chơi tiếp nha.